Chào mừng bạn trở lại với clip hướng dẫn lập trình căn bản, và hôm nay chúng ta sẽ sử dụng Structure đơn giản để thực hiện cái bài phân tích một cái file đầu vào thành ba cái file kết quả đầu ra. Trong đó các thông tin trong file đầu vào là hoặc số nguyên tố hoặc số thuận nghịch, hoặc là nó vừa nguyên tố vừa thuận nghịch. Chúng ta có nhiệm vụ là phân tách nó thành ba cái file. File đầu tiên là chỉ gồm cái số nguyên tố và không thuận nghịch. File thứ hai là thuận nghịch nhưng không nguyên tố. File thứ ba là có số vừa nguyên tố vừa thuận nghịch. Ok. Và cái định dạng đầu vào của chúng ta thì không có số bộ test, cho nên là chúng ta sẽ đọc từ đầu đến cuối file. Cái định dạng file đầu ra thứ nhất là có số bộ số các số thỏa mãn, và mỗi một số thì có số lần xuất hiện tương ứng. Ok. Thì tương tự cho file thứ hai và file thứ ba, cho nên là từ đây gợi ý chúng ta là sẽ sử dụng cái cấu trúc struct như sau. Một cái struct của mình tên là input thì nó sẽ có cái hai cái thành phần giá trị và thành phần số lần xuất hiện. Thì ứng với mỗi một cái giá trị ở trong này này thì nó sẽ có số lần xuất hiện tương ứng. Và các bạn lưu ý ở chi tiết này, cái file ví dụ này này là nó thiếu hoặc là nó bị sai, bởi vì đây tối đa là mình có thể đếm được đây là ba, okay. Đây là ba bộ test, đối với 1007 thì chỉ có ba, nên ở đây hắn tìm ra bốn, nhưng tỏ là cái này có vấn đề, ok. Cho nên là chúng ta chú ý là phải kiểm tra cái số bộ test cẩn thận trước khi chúng ta làm, không tí làm xong mà ra kết quả nó khác như này, cái bảo mình sai thì chưa chắc đã sai, bởi vì cái này mình copy vào thì nó ra đến là 3. Ok, tối đa là 3 thôi, không có 4 đâu. Và mình đã fix lại nó thành đây, 4 hàng. Thì lúc nữa kết quả chúng ta này nó sẽ giống như thế này. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành vào chương trình như sau. Thì mình mở file thì file để đọc chính là file input, và file để ghi kết quả thì kết quả 1, kết quả 2, kết quả 3.out. Ok. Và sau khi thao tác thì kết quả nó sẽ mình sẽ vứt ra màn hình này, cái file input của mình đây. Và cách tạo file input này như thế nào thì các bạn vui lòng quay trở lại cái clip đầu tiên trong cái loạt bài về hướng dẫn lập trình đề thi này nếu như các bạn chưa biết làm. Còn nếu biết làm rồi thì chúng ta bắt đầu. Chúng ta cần một cái số lượng các từ của cái struct để tạo giá trị bằng zero này. Sau đó chúng ta cần một cái struct của mạng input đi, giả sử 100 đi, lại ấn là một cái số 5 lóc. Ok, 100. Giờ chúng ta sẽ phải khởi tạo đây này, khởi tạo tất cả số lượng xuất hiện và giá trị này bằng không, sử dụng for. Y bắt đầu từ 0 nhỏ hơn giá trị của 100, y này tăng lên này. Chúng ta sẽ init giá trị của input tại cái vị trí y. Xong là khởi tạo xong, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đọc while các f eo f in, thì chúng ta tiến hành đọc file, đọc ra số x. Ok, f scan f giá trị f in phần trăm d, bởi vì chúng ta đọc là các số nguyên, đây chính là giá trị x. Và chúng ta gọi đến hàm lập giá trị x mạng input và giá trị cao, tức là gọi đến cái hàm này để kiểm tra nếu lập thì tăng cái chỉ số lần xuất hiện. Thế còn nếu mà chưa lập, chưa tồn tại thì tăng thêm cái phần tử của cái mạng input. Mạng input này là một mạng cấu trúc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lặp. Ok, lặp chúng ta cần một cái biến gọi là biến đánh dấu xem có lặp hay không, gọi là mark. Ok, bắt đầu từ 1, sử dụng vòng for cho y chạy từ 0, y nhỏ hơn giá trị cao, y tăng lên. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu x cùng với in tại vị trí y thì đầu tiên biến mark đã sẽ hiện ra chỉ bằng 0 để đánh dấu là nó đã lập. Sau đó thì in tại vị trí y chấm xuất hiện. Ok, xuất hiện sẽ tăng lên. Chúng ta sẽ kiểm tra nếu không lập, mark vẫn giữ nguyên giá trị thì
in tại vị trí cao sẽ nhận giá trị. Đây là giá trị, ok, giá trị bằng x và in tại vị trí cao chấm xuất hiện sẽ nhận giá trị 1. Cuối cùng đừng quên đó là cao tăng lên. Sau khi thao tác xong thế này thì ok, chúng ta làm xong thế này rồi. Chúng ta đọc xong, nhập xong thì chúng ta sẽ gọi đến cái hàm suất. Hàm suất này chúng ta có cái file, là cái tập gì kìa, đó là input. Tiếp theo là cái số các phần tử trong cái mảng đó. Đây là in chấm giá trị. Đây là input. Trời ơi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái hàm, gọi đến hàm suất đúng không? Hàm suất thì chúng ta sẽ phải kiểm tra, thứ nhất là kiểm tra cái số các bộ test thỏa mãn. Đây. Các số thỏa mãn và cái số lần lặp thì có rồi. Bây giờ for y bắt đầu từ 0, y nhỏ hơn giá trị của count, y plus plus làm gì? Chúng ta for, nếu không phải for nữa, ít nguyên tố, chắc chắn là nó là nguyên tố rồi, ok. Nếu nguyên tố này là cứ viết vào đây thôi, nếu nguyên tố thì giá trị in tại vị trí y chấm giá trị thì nếu nguyên tố thì ok, nếu nó không nguyên tố thì nghĩa là cái thằng thứ hai này, okay. Đây, cái điều kiện thứ hai là các số thuận nghịch nhưng không nguyên tố. Chúng ta có mấy cái biến như này là count 1, count 1 bằng 0, count 2 bằng 0 và count 3 bằng 0. Sau đó count 1, count 2, count 3 tương ứng nó là cái số các phần tử trong file thứ nhất đầu ra, file thứ hai đầu ra, file thứ ba đầu ra, chính là cái đầy đầu tiên này, đây đây và đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ làm gì? Nếu nó không phải là nguyên tố, ok, là thuận nghịch nhưng không nguyên tố thì count 2 tăng lên. Nếu nó nguyên tố thì kiểm tra thuận nghịch. In tại vị trí y chấm giá trị, ok, nếu như thế này thì cái giá trị cao 3 sẽ tăng lên bởi vì nó là vừa nguyên tố vừa nghịch. Ngược lại, ok, ngược lại thì cái giá trị cao 1 sẽ tăng lên. Đây là cái kiểm tra lặp này, kiểm tra lặp xong bây giờ chúng ta sẽ tiến hành copy lại nguyên cái này. Cái này không phải là thế này nữa mà chúng ta sẽ tiến hành xuất thông tin ra. Thế cái này thì trước khi xuất thông tin chính thì chúng ta phải xuất ra số bộ test đã. F một phần trăm d khuyến mại cho một cái dấu xuống dòng. Đấy chính là cái giá trị count 1. Tương tự thế chúng ta sẽ copy lại thằng chuẩn C B. Đây là F2 count 2, F3 count 3. Sau đó 1, 2, 2, 3 tương là xuất ra ba cái file kết quả 1, 2, 3. Và cái này là điều file chấm a hết. Tiếp theo này, chúng ta sẽ f green này. F green f, ok, đây là f, đây là f3 nhập f3 này. Là phần trăm d, cách phần trăm d cho một cái dấu sược. Đây chính là cái giá trị in tại vị trí y chấm giá trị và in tại vị trí y chấm, đây là xuất hiện.
Chúng ta có thể copy lại cái này. Ctrl C. Ctrl V. Đây là cái thứ nhất. Một. Ok. Và Ctrl V. Đây là cái thứ hai. Sẽ tương ứng với trên này này. Đây. 3, 1, 2. Thì đây cũng là 3. Đây là 1. Và đây là 2. Sau cùng thì đóng lại lại. Được kiểm tra thuận nghịch bằng nguyên tố. Đơn giản thôi. Nếu n nhỏ hơn 2 thế thì chúng ta sẽ return giá trị cô không o. Khi bắt đầu từ 0 bao đọc và cuối cùng bằng bằng 2 y nhỏ hơn giá trị của sqrt của giá trị n, sau đó y tăng lên. Nếu n chia dư cho y mà bằng 0, chúng ta sẽ return giá trị false. Ngược lại, mặc định là return giá trị true. Ok, tiếp theo thuật nghịch này, chúng ta cần một cái biến giá trị n, không phải n mà m đi. M sẽ nhận giá trị của n trước khi chúng ta sẽ tiến hành lập một cái giá trị tg trả bằng 0. Y n, ok, tg sẽ bằng tg nhân 10 cộng n chia dư 10. N giảm đi 10 lần. Kiểm tra nếu m cùng với tg return true. Return ok, xem có cái lỗi nào ở đây không. Bây giờ thì chúng ta sẽ, nó bảo không có lỗi nên là chúng ta cứ chạy chương trình xem là có cái gì ở đâu sai sót, chúng ta sẽ kiểm tra sau. Và bây giờ thì mình đã vừa mới tạo ra ba cái file này và chúng ta sẽ xem là nó như thế nào, kết quả của chúng ta có đúng hay không. Ok, mở file hết ra. Mở ra, ok, open này, kết quả thứ ba. Bây giờ thì chúng ta sẽ so sánh nó với ở trong này này. Hoặc là chúng ta không cần phải so sánh ở trong này đâu, bởi vì chỗ này chắc gì nó đã đúng. Ở đây. Chỗ này thì sẽ so sánh với cái của chúng ta đã tạo ra thôi. Ok, chỗ này là open notepad. Bây giờ đây, cái file kết quả thứ ba thì là 1334. Đây cái này nó bị lặp này. Ok, nó chỉ có 2 thôi nhưng mà đây là 3, còn đây là 4, đúng rồi. File thứ nhất cũng 4 thì đúng rồi. Bây giờ để xử lý cái lỗi lặp cuối cùng này thì chúng ta làm thế này, ở trong chương trình chỗ này trong quá trình nhập này này thì nó bị lặp, chúng ta cái này thêm vào còn x khác f e o f của f in. Thế thì chúng ta sẽ làm cái việc này. Bây giờ chúng ta sẽ chạy lại. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại rằng cái chúng ta đã đúng hay chưa. Đây là file trước khi chúng ta sửa này, đây là file sau khi chúng ta sửa. Ok, đây, sau khi chúng ta sửa thì file chúng ta đã hoàn toàn chính xác rồi. Ok, đây chỉ xuất hiện hai lần, thằng 31 và 43 này nó sẽ không bị lặp nữa, bởi vì mình cũng chưa rõ lắm là tại sao ở trong cái chương trình của chúng ta này này thì trong quá trình mà đọc lại thì nó lại lặp lại thêm cái phần tử cuối cùng nữa. Thế tức là chúng ta dùng EOS này này thì chúng ta nên cho, nếu mà chưa hiểu gì hoặc là cũng gọi là không cần phải hiểu ấy, thì chúng ta sẽ cho nên cái điều kiện đó là if khác này này thì chúng ta mới thao tác, còn nếu không thì kệ nó, thì chúng ta sẽ tránh được cái việc lặp lại một cái phần tử cuối cùng một lần. Thế tức là phần tử cuối cùng đáng ra nó chỉ xuất hiện một lần thôi nhưng mà nó lại lặp lên gấp đôi.
thì nó hình như là nó bị cái gì đó, thì mình cũng chưa có tìm hiểu mấy cái này bởi vì mình thấy nó cũng không quan trọng được lắm. Ok, chương trình của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.